Anh Tu là một người xoàng xoàng bình thường thôi, đâu có hay rằng Ngài đã được biết thật nhiều và đạo đức và tốt lành và thánh thiện. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta hai hình ảnh mà Chúa đã đưa ra để nói về cái người làm việc tông đồ cho Chúa. Các con là muối đất, các con là sự sáng thế gian. Nó giống ở chỗ nào? Thưa rằng nó là muối thì chúng ta cũng biết rồi, muối thì làm cho thức ăn thêm ngon. Thế nhưng mà nó không bao giờ khẳng định chính mình cả. Ta chỉ thấy thức ăn ngon thôi. Còn khi mà muối muốn khẳng định chính mình, muốn tỏ mình ra đó, thì lúc đó nó là sao? Nó sẽ quá mạnh và người ta sẽ chê ngây. Cũng như vậy, ánh sáng âm thầm làm cho cuộc sống con người nó đổi mới, phục vụ được tốt đẹp. Tắt điện một cái đêm tối thì ta thấy ngay nó khó khăn biết chừng nào. Nhưng mà bật đèn lên thì lúc đó mọi chuyện lại trở nên đổi khác ngay. Thế nhưng ánh sáng cũng như vậy. Ánh sáng tốt là ánh sáng không khẳng định chính mình, tức là chỉ tỏa sáng ra vừa phải để cho người ta đi lại, người ta làm việc. Còn khi mà ánh sáng muốn khẳng định chính mình, nó sáng lóe ra thì chói mắt. Ban đêm ta đi cầm một cái xe mà đi ngược đường mà chói một mắt thì đâm ra là ta khó chịu vô cùng. Và cũng như là muối, cũng như là ánh sáng, đặc điểm của cả hai là gì? Làm cho món ăn thêm ngon, làm cho cuộc sống thêm đẹp. Thế nhưng mà không có khoe mình ra. Khi mà khoe mình ra thì món ăn sẽ mặn và ánh sáng sẽ làm cho người ta chói mắt. Tức là cả hai có khả năng đổi mới cuộc sống chung quanh và không khoe mình, ở mức vừa phải. Và khi đọc tiểu sử Thánh Antôn Padua, một cái câu làm cho tôi cảm thấy ham thích, đó là thánh nhân không bao giờ nói về mình. Và trước đây trong lúc mà nghiên cứu các cái nguyên tắc để làm việc tông đồ thì tôi có đọc một câu và cũng lấy làm thích từ đó và cố gắng để tập theo. Thế nhưng mà quả thực phải nói là ý thì hay nhưng mà tập theo rất là khó. Câu đó là gì? Là đừng bao giờ nói về mình, kể cả nói những điều không tốt của mình. Mà thực sự là như vậy. Khi mà ta nói về ta thì ta thường nói cái điều tốt mà che đi cái điều xấu. Vậy thì nó là cái kiêu ngạo. Mà rồi ngay cả khi nói cái điều xấu về mình, trong đó nó cũng có kiêu ngạo trong đó. Cho nên một người thực sự khiêm nhường là người không bao giờ nói về mình. Như Thánh Antôn Padua, Ngài không hề nói về mình, không hề muốn tỏ mình ra một chút nào. Cho nên là người ta mới để Ngài vào trong cái công việc mà lau rửa chén bát trong cộng đoàn. Nếu như người ta biết Ngài khá, Ngài giỏi thì ở đời nào lại để như vậy. Và Chúa đã nói các con là muối đất, các con là sự sáng thế gian. Chúng ta dừng lễ hợp với Thánh Antôn Padua tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa dành cho tất cả chúng ta. Và Chúa thực sự đã tràn đầy trong thánh nhân ơn sủng và thánh thần. Bởi vì một đời sống khiêm nhường tự hạ, xin cho chúng ta noi gương thánh nhân trở nên một ví dụ cho tình yêu của Chúa. Có nhiều điều phải dốc lòng lắm, nhưng mà mong rằng anh chị em đây và cả chúng tôi nữa cũng dốc lòng được một cái điều là không bao giờ nói về mình, kể cả điều tốt, kể cả điều xấu. Amen.